Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món này. Các bạn nhìn thấy nè, thấy cây hàn. Món này mình sẽ làm cái món, món này sẽ đặc biệt. Đây, em nhìn, em ơi, em coi cái đó làm sao bằng Ngọc Dương. Nên mình sẽ làm món ngọc dương hết, củ hiền nè. Đây một bộ của nó, cái nguyên liệu là bao gồm củ hiền, quả ớt, chanh, xả, chơi rượu trắng và lá tía tô. Đây để mình zoom cho các bạn coi lại cái củ hiền này. Cái hàng này là nhìn thấy đặc biệt lắm nha. Cái này hàng tơ đó. Cái tơ đó nha. Rồi bắt đầu mình chế biến đi các bạn ơi. Cái này đơn giản lắm. Thám hiểm bên trong coi nó có gì trong. Cái bề nhầy thì mình bỏ đó. Cây hàng này tính ra nó cũng bị nên lúc mình làm cái khui là nó cón lại, nó co lại. Rồi mình chỉ cắt bỏ hết mà cái bụng bụng trong đó ra, cái bụng cổ mình làm vệ sinh cho nó sạch mà. Cái đầu cắt bỏ ra đơn giản thôi, vệ sinh cho sạch sẽ. Do em để nguyên cái em hấp cho nên em sẽ không có cắt ra. Rồi với bà mới xin cắt xong ngoài cái đem rửa cạo. Lột viên ngọc ra. Bỏ cái mè bên ngoài. Giờ mình sẽ rửa với rượu. Rửa với rượu trắng nha các bạn. Rượu trắng bóp cho nó sạch. Chủ yếu rửa cho nó. Cái đầu bên nhà con nó. Cái rượu trắng. Nó em này ba lần này em này chưa bóc khui tem luôn. Bóp lại cho nó sạch, không có còn hồi nữa. Thank you.
sau khi mình đổ lụa xong rồi mình có cái mùi nó nằm luôn, bỏ chanh vô, bóp vô, chanh vô, bỏ vô bóp vô. Nãy hình như cũng không thấy, đâu có thấy mùi mùi gì đâu hả em? À, nó thơm lắm. Thật ra người ta xử, người ta thui, người ta xử lý rồi, nhưng mà mình kỹ mình rửa, kỹ mình rửa rồi đó, cho nó chắc. Rồi, giờ em vô em rửa lại với nước là nữa là xong. Được rồi. Mình tán nước, rửa nước sạch lại. Rửa nước sạch lại, cái nữa là xong. Thơm phức à, nó ho vậy á, tại người ta thui nó thơm á. À được rồi đó, giờ chuẩn bị nguyên liệu để hấp thôi. Đây đi. Đây, bây giờ mình sẽ thái xả luôn các bạn ơi. Thì mình xả hai cái. Cứ hấp xong là mình sát thôi, chứ mình đâu có cần mình phải cắt trước nha các bạn. Mình cắt trước ra thì cũng được, nhưng mà nó sẽ nhìn nó hết ra hình dáng cái hoa cây hồng ngọc dương luôn. Để em sẽ để dưới đó một lớp xả với một lớp củ viền với xả, củ viền với xả. Rồi sau đó mình để lên. Cho mình còn cũng thêm quét là nó đỏ. Đúng rồi. Kiểm tra lại cho chắc thôi. Ok, thì mình gọi là xong. Giờ mình hơn 20 phút rồi. Đó. Thơm quá cái mùi liền, thơm khét luôn mà. Rồi em ghim lũng rồi, chín rồi anh. Em sẽ cho ra dĩa nha. Bắt lửa. Quá ngon. Thì hay.
trước, cây hàng ra trước. Những cái nhảy cái đầu của nó ở chỗ nào, chắc chỗ này nè, chỗ này nè, cái đầu của nó. Cái đầm của nó là nằm đây. Thơm thơm của mùi rượu nãy mình bóp vô anh. Thơm quá. Rồi món mình xong rồi các bạn ơi. Giờ mình chỉ việc chuẩn bị ăn thôi. Đó. Các bạn nhìn thấy view cảnh luôn nè. Đó. Ăn gì bộ nấy không biết có không? Cứ ăn thử thôi. Các bạn thấy mấy mèo. Nghe nói mấy ông quý ông khoái món này trong nhà. Này mình sẽ ăn với đây mắm tôm các bạn, tôm mấy con ruồi nó thấy mùi mắm tôm nó bay vô à. Cái mấy cái chân nó cũng cực kỳ ngon nha các bạn. Chân nó già mà cái da nó ăn không có béo, nó mềm đâu. Để bữa sau mình sẽ nấu một cái nồi hủ chân dê. Đây, cái này là mình để nguyên nha, ưu tiên. Đó. Cảm thấy cái này không? Tuyệt vời nha. Cây hàng đó. Đây, cái này là cái khúc mà cái lỗi, cái trọng tâm đó nha, trọng tâm đó. Ok. Bắt đầu. Đây.